Lạy Cha xin hãy nhớ đến con cái của Ngài và ban phước cho tất cả chúng con ở đây đang tập hợp để tìm kiếm lời của Ngài. Trong Kinh Thánh và Chúa ơi qua mười điều răng, chúng con thật sự mong muốn mối quan hệ của chúng con với Ngài được sâu nhiệm. Vì vậy, kênh phước lành có thể chảy dồi dào qua chúng con để đến với tất cả những người xung quanh chúng con, Chúa ơi. Chúng con thật không xứng đáng để đón nhận lời này, nhưng chúng con cầu nguyện rằng vì niềm hy vọng duy nhất của chúng con là ân điện của Ngài. Xin Chúa Ngài soi sáng tấm lòng của chúng con, mở mắt thuộc linh cho chúng con. Vì vậy chúng con có thể được kết nối với tấm lòng của cha. Khi Ngài tỏ bày 10 điều răng cho chúng con, Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai của loạt bài 10 điều răng và tiêu đề hôm nay là cha của bạn là ai? Đây không phải là một Star Wars. Đây thật sự là câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời điểm đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng điều răng đầu tiên thật sự nhấn mạnh ai là cha của chúng ta trong đời sống của chúng ta. Như bạn thấy trong slide này, tội lỗi trong tiếng gia thái là hata nghĩa là thiếu mục tiêu. Từng ngược lại sẽ giống như là boza gia trong tiếng anh phải không? khi bạn ném một phi tiêu, khi bắn trúng vào bên phải ở phía giữa và được gọi là trúng mục tiêu. vì vậy sự công bình trong tiếng gia thái công bình hơn và trong tiếng gia thái là Sadak có nghĩa là một cái gì đó được đặt trong một mối quan hệ đúng đắn. vậy khi chúng ta nói về sự công chính trái ngược với tội lỗi là đang nói về mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng lời Chúa sẽ đưa chúng ta vào mối quan hệ đúng đắn với Ngài. Chúng ta không còn hy vọng nào khác, có rất nhiều thông tin trên thế giới này, nhưng tôi tin rằng Kinh Thánh là thứ duy nhất đưa chúng ta vào mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, cha chúng ta. Và đặc biệt là vì 10 điều răng là cốt lõi của toàn bộ Kinh Thánh như chúng ta đã xem xét trước đây. Chúng ta hãy học thông điệp của Đức Chúa Trời đằng sau 10 điều răng đầu tiên này là gì. Và hãy thật sự cầu nguyện rằng khi hiểu được điều này, chúng ta có thể phục hồi mối quan hệ với người cha thật sự duy nhất của chúng ta, chính là Đức Chúa Trời. Amen. Vậy điều răng đầu tiên là gì? Tất cả chúng ta đều biết phải không? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, Điều này được chép lại ở hai nơi trong Kinh Thánh, một là trong sách khi díp tô ký chương 20 câu 3. Và ngay trước khi dân Israel vào Canaan, Môi-se nhắc lại điều đó 40 năm sau trong phục truyền lục lệ ký chương 5 câu 7. Vì vậy, chúng ta hãy giải thích đơn giản có nghĩa là giải thích câu Kinh Thánh bằng ngôn ngữ gốc ở đây. Chúng ta phải bắt đầu với phần này. Trước tiên, chúng ta sẽ chia nhỏ ra từng phần trong điều răn đầu tiên cứ trời ngài phán rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác vì vậy bây giờ từ chớ có các thần khác trong tiếng do thái là hai chớ có hai có nghĩa là trở thành hoặc tồn tại vậy điều đó có nghĩa là không có một vị thần nào Tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Tồn tại là có mặt. Tại sao? Để cắt ngắn nó, chúng ta có thể nhìn vào câu kinh thánh này. Esai chương 43 câu 7. Điều này giải thích mục đích tồn tại của chúng ta. Nói cách khác, câu kinh thánh này giải thích tại sao Đức Trời tạo dựng nên chúng ta với mục đích sáng tạo và mục đích tồn tại của chúng ta. Esai chương 43 câu 7 có chép rằng Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Vì vậy, mục đích tồn tại của chúng ta là gì? Là việc vinh quang của Đức Chúa Trời. Vậy nếu bạn lật ngược tình thế, nếu có một vị thần khác trong đời sống của chúng ta, nếu những vị thần khác tồn tại, và chúng ta đang tôn vinh những vị thần khác đó, Điều đó có nghĩa rằng sự tồn tại của họ trong đời sống của chúng ta sẽ đi ngược lại mục đích tồn tại của chúng ta. Bạn có hiểu không? Vì vậy, nếu có sự tồn tại khác của các vị thần khác trong đời sống của chúng ta thì chúng ta đang không phục vụ mục đích tồn tại của mình, điều đó có nghĩa là chúng ta không có sự tồn tại trong mối quan hệ với Chúa. Điều này rất long trọng và nghiêm túc phải không? Vậy các vị thần khác là gì? Được rồi, để đảm bảo rằng không có vị thần khác tồn tại trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải thật sự hiểu kỹ các vị thần khác là ai là gì. Có phải chúng ta đang nói về những bức tượng của các vị thần khác hay là hình ảnh của Moodle? Chúng ta biết đó không phải là trường hợp duy nhất trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. Vậy chúng ta hãy xem các vị thần khác là gì và tôi chỉ xem xét rất ngắn gọn điều này có thể được giải thích sâu hơn nữa nhưng tôi sẽ rút ngắn nó lại một chút và các vị thần khác là gì trước mặt ta ngươi chớp có các thần khác các thần khác câu hỏi đầu tiên là con có các thần khác hay không xin chào con có thần khác nào khác không Chúng ta hãy thật sự suy nghĩ về điều này, tất nhiên chúng ta sẽ nói rằng chúng ta là Cơ đốc nhân nên không có vị thần nào khác phải không? Nhưng chúng ta thật sự cần phải suy nghĩ kỹ về điều này, có những vị thần khác không? Được rồi. Điều răng đầu tiên có chép rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Phải không? chớ có các thần khác. Đó là ý nghĩa của nó. Và xuyên suốt kinh thánh chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh rằng Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất. Vậy phục truyền luật lễ ký chương 4 câu 35 Đức Chúa Trời phán rằng Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Dô-va ấy là Đức Chúa Trời chớ không ai khác hơn Ngài. Vậy phải chăng điều đó có nghĩa rằng không có vị thần nào khác? Mặc dù Kinh Thánh nói rằng không có thần nào khác ngoài Ngài, nhưng ở nhiều nơi cũng vậy, đề cập rằng có những vị thần khác. Ngay cả chính Đức của Trời cũng phán điều này trong số ký giúp tố ký chương 12 câu 12. Khi Ngài hành hạ những con đầu lòng ở tại Egypto trong 10 tai họa để giải cứu dân Ngài, Ngài phán rằng Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Egypto, hành hạ mọi con đầu lòng xứ Egypto, từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ xét đoán các thần của các xứ Ai ta là Đức giê Phải. Vậy chính Đức của Trời ngài phán rằng ngài sẽ thi hành sự phán xét chống lại tất cả các vị thần khác tại Ai Cập. Bây giờ điều này chỉ áp dụng cho quá khứ phải không? Chỉ có người Ai Cập mới có nhiều vị thần còn chúng ta ngày nay thì không. Vâng, một số học giả nói rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy dẫy những vị thần. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy những vị thần. Điều này có thể gây sốc cho bạn. Ý tôi là thế giới thế tục của chúng ta đã làm rất nhiều việc để loại bỏ những vị thần vào thế giới tưởng tượng và những bộ phim hay, câu chuyện thần thoại của chúng ta. Có rất nhiều vị thần tồn tại trong cuộc sống của chúng ta nhưng chúng ta thường muốn trốn tránh vì nghĩ rằng không có thần nào khác. Thế thôi, tôi tin vào Chúa, nhưng bạn cần phải biết rằng các vị thần khác trong tiếng Do Thái là Elohim, cùng tên khi Chúa nói. Và cảnh đầu tiên trong sự sáng tạo, Ngài cũng là Elohim, nhiều Chúa. Ngoại trừ trong tiếng Anh, chúng ta đặt Chúa là chữ Chúa viết hoa và tất cả các vị thần khác, chữ Chúa không viết hoa. Điều đó không có nghĩa là các vị thần khác không tồn tại, Tôi nghĩ rằng là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc rằng có rất nhiều vị thần khác trong cuộc sống xung quanh chúng ta để chúng ta thực sự biết kẻ thù của chúng ta là ai. Tân ước cũng cảnh báo rằng có nhiều vị thần. Và cảnh báo chống lại điều này, ví dụ trong Cô Nhất chương 8 câu 5 tới câu 6, Sứ Đồ Phao Lô có nói rằng thật người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Vào thời kỳ của ông, có rất nhiều vị thần vậy các vị thần khác là gì bất cứ ai cai trị cuộc sống của chúng ta vào thời điểm này đều là chúa là vua và là thần trong đời sống của chúng ta bạn biết đấy giống như ở hàn quốc và k-pop các ban nhạc nổi tiếng thế giới và những ban nhạc k-pop nổi tiếng đó tên là gì thần tượng được gọi là thần tượng phải không có lý do tại sao họ được gọi là thần tượng nó thu hút tấm lòng của chúng ta và khiến chúng ta tôn thờ bạn biết đấy nếu bạn nhìn vào những nữ thần hay vị thần hy lạp họ thật đẹp vì vậy bất kỳ con người nào đẹp hay chi phái bộ tộc nào hay bất kỳ thú vui nào trên trần thế này bất cứ điều gì thu hút tấm lòng của chúng ta đều là chúa và vua và là thần trong tâm trí của chúng ta bất cứ thứ gì đặt ở vị trí của Chúa đều là thần tượng. Vì vậy, có những vị thần khác trong đời sống của chúng ta, chẳng hạn như trong Matthew chương 6 câu 24, Chúa giê -xu phán rằng không ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia Vì vậy, Matthew chương 6 câu 4, Chúa Giêsu phán rằng không ai có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia hoặc trọng chủ này mà khinh thường chủ kia. Chúng ta không thể phục vụ Chúa và sự giàu có. Đó là những gì Ngài nói. Tôi nhớ câu chuyện về người thanh niên giàu đến với Chúa Giêsu và cuối cùng anh đã gặp được Chúa trong sự sống đời đời. Anh đang đứng trước mặt Chúa Giêsu và anh hỏi rằng Chúa ơi con có thể làm gì để có được sự sống đời đời Chúa đã nói gì với người giàu đó hãy bán tài sản của anh và bố thí cho những người nghèo rồi đến theo ta người giàu đó có bao giờ quay lại với Chúa không không ông không phải không kinh thánh có chép rằng chàng trai trẻ đã đi buồn bã buồn bã và không bao giờ quay trở lại chỉ có một lý do khiến chàng trai trẻ đó không quay trở lại. Đó là bởi vì ông giàu và sở hữu rất nhiều tài sản. Đó là những gì Matthew chương 19 câu 22 nói. Đây là Matthew chương 19. Nhân tiện mặc dù ông thấy sự sống đời đời, mặc dù ông đang đứng trước mặt chúa chúng ta là Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời thật, người thanh niên đã tự mình bị bỏ rơi vì anh không thể từ bỏ thần tượng của cải của mình và chính nó nấy. Vì vậy các thần khác trong đời sống của chúng ta là gì? Sự giàu có. Chúng ta có thể thấy trong Matthew chương 6 câu 24 và ngay câu chuyện chúng ta vừa đọc về chàng trai giàu có trong Matthew chương 19 cũng có lòng tham. Lòng tham đam mê và ham muốn hay quyền lực khi chúng ta tìm kiếm danh dự hay những thú vui hoặc con người hay thành công nếu bất cứ điều nào trong số này được ưu tiên hơn chính chúa thì cũng có những vị thần khác trong đời sống của chúng ta ngoài ra chính chúng ta thậm chí chính chúng ta cũng có thể trở thành chúa đối với chúng ta được rồi nhiều người yêu bản thân mình và thần tượng hóa bản thân mình và họ say mê với chính mình và họ chỉ tập trung vào bản thân thời gian của họ, cuối cả của họ, bất cứ thứ gì họ có. Và tất cả những điều này đều vi phạm điều răng thứ nhất. Vì vậy, tân ước cảnh báo chúng ta, chúng ta hãy tiếp tục chiến đấu tốt đẹp. Được rồi, chúng ta hãy đọc câu kinh thánh này, Ephesos chương 6 câu 12 tới câu 13. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy vậy nên hãy lấy mọi khí giới của đức chúa trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng như sứ đồ phaolo đã nhận ra chúng ta cũng hãy ý thức thực tế này của thế giới chúng ta đang sống ngày nay vì lý do này để đưa chúng ta đi đến con đường ngay thẳng, Chúa dạy chúng ta điều răng đầu tiên trong 10 điều răng Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nói cách khác, Ngài đang làm chứng rằng mọi vị thần khác đều là thần giả. Chúng thật vô ích, chúng không xứng đáng với thời gian, tình yêu hay nỗ lực của chúng ta. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời thật của chúng ta là Đức Chúa Trời duy nhất có thể ban lại thời gian, tình yêu, sự quan tâm và năng lượng cho chúng ta, nên Ngài được gọi là Đức Chúa Trời hằng sống. Đúng không? Cho dù chúng ta tôn thờ những điều tuyệt vời trong đời sống của chúng ta, thì những thân ấy cũng không thể trả lại cho chúng ta bao nhiêu mà chúng ta đã bỏ ra, phải không? Vì vậy, Đức Chúa Trời phán rằng, vì gieo va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ. Vì vậy, phần cuối cùng của điều răn đầu tiên. Đó là trước mặt ta. Chúng ta đã thấy phần đó trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Bây giờ, từ ta trong tiếng Do Thái là khuôn mặt. Vì vậy trước mặt ta, đó thật sự là ý nghĩa của nó. Trước mặt ta hoặc trước mặt tôi. Kinh thánh từ đầu đến cuối đều chứng thực một cách nhiệt thành rằng không có đức chúa trời nào ngoài đức chúa trời ba ngôi. Do đó có số nhiều elohim. Được rồi, chúng ta hãy xem một vài câu kinh thánh. Chúa là đứng duy nhất. Đầu tiên, Ngài là đứng sáng tạo duy nhất và là nguồn sống duy nhất. Ngài là người hướng dẫn duy nhất trong hành trình sống của chúng ta ngài là chúa duy nhất của các chúa ngài là vị vua duy nhất của mọi thời đại ngài là người bảo vệ duy nhất của chúng ta ngài là cha duy nhất của chúng ta ngài là đứng duy nhất có thể đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta amen ngài là đứng duy nhất ban luật của điều răn mới ngài là đứng cứu thuế duy nhất ngài là đứng cứu chuộc duy nhất ngài là đứng trung gian duy nhất của giao ước mới giữa chúa và con người Ngài là thẩm phán trưởng duy nhất. Ngài là tác giả duy nhất của đức tin. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất thực hiện những điều kỳ diệu vĩ đại. Amen. Riêng từ chỉ di hay là monos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là duy nhất, thực thể duy nhất trong cả lớp đó. Và đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta gọi là Cha Abba. Vì vậy kết luận lại, hình thức thờ hình tượng lớn nhất là không nhận ra Chúa Giêsu Christ, không tin vào Chúa Giêsu Christ, Chúa thật từ trời đến thế gian là hình thức thờ hình tượng nghiêm trọng nhất. Đây là một cụm từ và trong cuốn sách thứ bảy trong bộ lịch sử cứu chuộc của một sư Abraham Park, Chúa Giêsu Christ ngài là ai? Giăng chương 1 câu 1 có chép rằng ngài là ngôi lời vì vậy điều răn thứ nhất cảnh báo chúng ta khi có những thần tượng khác các thần tượng khác trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ làm mù tầm nhìn thuộc linh của chúng ta vì vậy chúng ta không thể nhận ra chúa ngay cả khi ngài đang đứng trước mặt chúng ta giống như người trai trẻ giàu có đó hoặc giống như tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người thật sự không nhận ra Chúa Giêsu mà còn lên án Ngài là kẻ phạm thượng đến từ Chúa. Thực tế đó đã đúng trong quá khứ và ngay cả bây giờ. Nó đã được viết trong Cô Rinh Tô Nhì chương 4 câu 4. Cô Rinh Tô Nhì chương 4 câu 4 có chép rằng cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ Hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển trói lói của tinh lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chúng ta tập trung vào phần này. Sự vinh hiển trói lói đến từ đâu? Tinh lành đấng Christ. Đến từ lời Chúa. Đến từ kinh thánh, đến từ 10 điều răng là bản chất của lời Chúa chúng ta chỉ có thể hiểu sai lệch về 10 điều răn nếu trong tâm trí chúng ta chứa đầy những vị thần tượng khác. Vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm để thật sự hiểu 10 điều răn mà Chúa đã ban cho chúng ta là thú nhận với Đức Chúa Trời về tất cả các vị thần mà chúng ta có thể có trong đời sống của mình và cầu xin ngài giải thoát chúng ta khỏi tất cả sự ràng buộc của việc phục vụ các thần khác. Khi chúng ta làm như vậy, tôi tin rằng kinh thánh sẽ trở nên rõ ràng hơn đối với chúng ta, mắt chúng ta sẽ không còn bị mù nữa, nhưng sẽ mở rộng để nhận ra cha của chúng ta. Vấn đề này bắt đầu từ tội lỗi nguyên thủy. Vườn Eden Adam đã phạm tội điều răn đầu tiên trong vườn Eden. Tại sao? Bởi vì nếu bạn quay trở lại điều này trước tiên, vinh hiển trói lá là tinh lành của Đấng Christ. Ngôi lời là gì? Ngôi lời là chính Chúa Giêsu, Phải không? Vì vậy điều này thật sự khiến chúng ta chú ý đến tầm quan trọng của lời sự tồn tại thật của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Ngài phán rằng đừng làm ảnh tượng của ta, chỉ hãy nghe tiếng ta. Lắng nghe tiếng ta, đọc lời ta và hãy giữ lời ta. Adam đã vi phạm điều răn thứ nhất trong vườn Eden như thế nào? Bởi vì ông đã quên lời của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông đã có một thần tượng khác, lắng nghe lời nói của con rắn. Trong sách Nói Ký chương 2 câu 17 có chép rằng nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Ngài phán với con yêu dấu của Ngài rằng con sẽ chết nếu con ăn thứ này. Nhưng, Ngài đã níu giữ điều gì? Rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu. Hai câu nói trái ngược nhau ở đây mà Adam phải lựa chọn. Chắc chắn sẽ chết từ cha mình hoặc bạn sẽ không chết từ con rắn. thật không dễ dàng. Lòng người của chúng ta tự nhiên sẽ nghiêng về điều gì đó nghe hay ho hơn. Chết hay không chết? Chắc chắn là không chết đâu nhỉ? Đây là cách mà tội lỗi nguyên thủy bắt đầu. Và tôi tin rằng ngày nay chúng ta đang đấu tranh theo cách tương tự. Chúng ta có đặt lời Chúa lên trên hết không? Hay là quá nhiều lời nói của con rắn? Đó là điều Chúa Giêsu đã chỉ ra cho các nhà lãnh đạo tôn giáo mặc dù họ là những chuyên gia về luật pháp, cha của người là ác quỷ và lừa dối, giống như cách con rắn lừa dối, Adam và Eva tin vào lời nói của con rắn, toàn thể nhân loại đã đi theo cùng một con đường, vậy bất Kỳ suy nghĩ hay ý tưởng nào mà chúng ta mong muốn ngoài lời của Chúa đều là thờ hình tượng. Chúng ta phải giữ vững điều này. Vì thế, Chúa Giêsu phán rằng, vậy hãy làm chết các trí thể của anh em ở nơi hà giới, tức là tài dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Chính Chúa Giêsu định nghĩa thờ hình tượng là gì? Và cả trong văn Sứ đồ dân đã cảnh báo rằng hỏi các con cái bé mọn hãy giữ mình về hình tượng. Vậy hình tượng là gì? Bất kỳ suy nghĩ hay ý tưởng nào mà chúng ta tha thiết mong muốn ngoài lời của Chúa. Cuối cùng chúng ta sẽ xem xét việc thờ hình tượng cũng đang lan tràn trong thời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là ngôi lời đã trở nên xác thịt đến Đức này, những dân Israel đã từ chối Ngài. Được rồi, không muốn tin vào lời của Ngài. Đây là một hình thức thờ hình tượng, phải không? Vậy, những người nắm giữ lời dối trá của con rắn và cho đó là sự thật, Chúa Giêsu đã đến và liên tục giải thích cho họ những lời dối trá mà họ đang bám víu vào, các vị thần mà họ đang nắm giữ không phải là Chúa thật của họ hay là Cha thật của họ. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến và liên tục giải thích về cha. Và Ngài cứ nói rằng chính Ngài là cha. Và Chúa Giêsu đến để giới thiệu ai? Cha, Đức Chúa Cha. Có nhiều trường hợp nhưng chỗ mà chúng ta có thể nhìn vào đó là cách Chúa Giêsu thể hiện mình là Đức Chúa Cha. Vị trí đầu tiên là khi Chúa Giêsu chữa lành người bị bệnh 38 năm tại Bethesda vào ngày Sa-bát. Không ai được phép làm việc vào ngày Sa-bát, vì vậy các nhà lãnh đạo tôn giáo lên án ngài vì phạm luật pháp vì Chúa Giêsu chữa bệnh cho ai đó trong ngày Sa-bát. Vị trí thứ hai chúng ta sẽ không đi qua hết. Khi chúng ta có thời gian trong tương lai, chúng ta có thể xem xét về điều này. Nhưng hãy cố gắng đọc hết những phân đoạn này. Vị trí thứ hai mà Chúa Giêsu cho thấy rằng Ngài là cha, là khi người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu rằng thầy mạo xưng mình là ai trong văn chương 8 câu 53. Và vị trí thứ ba mà Chúa Giêsu công bố là trong văn chương 10. Nếu bạn nhìn vào văn chương 10, Ngài phán rằng ta là cha của một. Vì thế người Do Thái bắt đầu muốn giết Ngài vì tội phạm thường đến Đức Chúa Trời. Và lần thứ tư, khi Philip một trong những môn đệ của Chúa Giêsu hỏi Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi. Đó là trong Giăng chương 14. Vì vậy theo thứ tự gian chương 5, gian chương 8, Giăng chương 10 và Giăng chương 14. Gửi đến những loài người xa ngã này, những kẻ đang tuyệt vọng bám víu vào những vị thần vô ích trong đời sống. Và tôi kể cả bản thân mình nữa, có rất nhiều thứ chưa phải là trước. Nhiều lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, bạn biết đấy, Chúa đến và phán rằng họ không phải là cha thật của con, ta mới là cha của con. Vì thế, Ngài phán trong văn chương 10 câu 30, ta với cha là một. Và văn chương 10 câu 38, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Và khi Philip hỏi Chúa Giêsu rằng: "Xin chỉ Cha cho chúng tôi." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỏi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi?" Và tôi thực sự tin rằng chê chắc đã đau buồn lắm. Ngày đó và ngày nay, khi cái con cái của ngài sống như trẻ mồ côi, cố bám lấy những thứ khác ngoài ngài. Và khi chúng ta đào sâu hơn vào điều răn thứ nhất, nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nghe được tiếng nói này. Chúa đang phán với tất cả chúng ta, đừng lo lắng. Đừng quá căng thẳng trong đời sống. Đừng bám víu vào những thứ khác bởi vì bạn có đứng vĩ đại nhất là cha của chúng ta. Ta là đứng tạo ra người. Ta là đứng tạo ra con người và ta là cha của người. Tôi hy vọng rằng chúng ta thật sự nghe được tiếng nói của Chúa. Trong điều răng thứ nhất, chúng ta chỉ nghĩ đến trước mặt ta ngươi chớ có cái thần khác đôi khi cảm thấy như Ngài là một vị thần ghiên tị, Ngài là một vị thần đáng sợ sẽ trừng phạt chúng ta và nếu chúng ta thần tượng, nếu Chúa trừng phạt tất cả chúng ta bằng hệ tư tưởng của mình, tôi nghĩ rằng loài người đã có lẽ tuyệt chủng đến bây giờ, phải không? Ngài rất kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, hướng lòng về Đức Chúa Cha thật. Và Ngài, và Ngài có phán rằng, trong Matthew chương 6 câu 31 đến câu 32, chúng ta hãy cùng đọc ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì uống gì mặc gì vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi xin hãy lưu ý sự khác biệt giữa dân ngoại dân ngoại những kẻ thờ hình tượng khác hoặc không có Đức Chúa trời mới là những kẻ hao hức lo lắng về tất cả những điều đó vì thế một sư Abraham Park luôn nhấn mạnh với chúng ta rằng lo lắng chính là tội lỗi điều đó có nghĩa là chúng ta không tin cậy vào Chúa là Đức Chúa trời duy nhất của chúng ta và Chúa phán rằng và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi Vậy chúng ta hãy trao trọn niềm tin cậy của mình vào Chúa. Người tín hữu thật là người phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời. Amen. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Và tôi không thể kể hết tất cả những điều sâu sắc mà một sư Abraham Park đã trình bày trong cuốn thứ sáu của ông. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể để cho lần gặp tiếp theo để tấm lòng của chúng ta sẽ được trong sạch và trống rộng hơn để đón nhận Đức Thánh Linh, lời Chúa, sự trói lói của tin mừng vào lòng chúng ta. AMEN Vì thế hôm nay chỉ thế thôi và chúng ta hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ kiên nhẫn của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã yêu thương chúng con, để gọi chúng con trước hết là con cái yêu dấu của Ngài qua những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Chúa ơi, khi chúng con hiểu được 10 điều răng, chúng con thú nhận trước mặt cha rằng có rất nhiều vị thần khác trong cuộc đời chúng con. Nhiều lúc chúng con lo lắng, chúng con căng thẳng về mọi thứ. Đôi khi chúng con cố gắng lấp đầy tấm lòng mình bằng những thứ khác ngoài lời của Ngài. Những ưu tiên khác trong đời sống của chúng con được ưu tiên hơn lời của Ngài hoặc thời gian của chúng con ở bên Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện rằng khi chúng con xứng nhận và ăn năn, Ngài sẽ loại bỏ tất cả các thần giả ra khỏi đời sống của chúng con và những thứ mà chúng con phụ thuộc vào không phải Ngài, Chúa ơi. Đấng cứu chuộc duy nhất của chúng con để chúng con có thể được tràn ngập sự hiện diện của Ngài, sự thông công của Ngài, sự hướng dẫn, sự bảo vệ của Ngài, với sự bình an thật mà Chúa Ngài đã ban cho chúng con. Xin chúng con thật sự đứng vững như con cái của Ngài là những người đã kêu Ngài là cha A3 của chúng con. Cha của chúng con rất kiên nhẫn, rất yêu thương, rất ân cần. Ngài là đứng toàn tri và đứng toàn tại, không có gì mà Ngài không thể làm cho chúng con. Hãy giúp các thành viên của Shiloh đang tập trung ở đây để thực sự tin vào Ngài hoàn toàn bằng cả tấm lòng, để chúng con có thể lắp đầy mối quan hệ yêu thương với Ngài dựa trên điều răng đầu tiên. Chúa ơi, tuy có nhiều phần con chưa thể kể hết được, nhưng chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ chạm đến tấm lòng của chúng con, soi sáng tâm hồn của chúng con để chúng con có thể đến gần Ngài hơn. Chúng con cảm ơn ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.